Lê Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của truyền hình Việt Nam .us. Xin thưa với quý vị, một tuần lễ mới lại đến nữa rồi. Chúng tôi cùng với luật sư Nguyễn Tâm đến với quý vị trong chương trình Luật pháp cho đời sống. Xin chào luật sư Nguyễn Tâm. Chào anh Lê và thưa quý vị, đây là tuần thứ hai của năm mới 2014. Nhưng thật ra năm mới chuẩn bị bước sang năm ngọ đấy kìa. Thành ra anh em kỹ thuật chúng tôi trên đài làn sóng của truyền hình Việt Nam .tv chúng tôi đang thương lượng và đang cầu chúc cho ban giám đốc của đài có phương tiện mới. Hôm nay đã cải tiến một số vấn đề kỹ thuật ánh sáng để cho anh em đi chúng tôi được tươi mát trẻ trung hơn. Nhưng mà quan trọng hơn, tôi nghĩ là ban kỹ thuật cần một cái máy thứ ba nữa để làm sao chúng ta trong tương lai giúp cho ban kỹ thuật được làm cách dễ dàng. Tôi hy vọng năm mới có nhiều cái niềm vui mới và hy vọng mới và thành đạt mới, giống như California chúng tôi ngày hôm nay tuy là đang miền đông đang lạnh nhưng mà California ấm như mùa hè. Nhân dịp đây là số thứ hai, là số 152 đó, là của năm 2014, một lần nữa chúng tôi rất hân hạnh trở lại cùng anh Danny và quý vị chúng ta tiếp tục một chương trình Luật pháp đời sống rất hấp dẫn như sau đây. Khi mà con người ta bị điện tử hóa, bây giờ mình phải dùng cái chữ như vậy, và điện tử hóa mà nếu mà 3-4 máy thì làm gì có người quay phim ngồi đó nữa thì nó chán. Vâng. Cho nên mình vừa nói chuyện mình phải vừa ngắm cái người quay phim nó mới đúng chứ. Chịu khó chứ. Quay lại một tí. Quay lại chút chứ, còn nếu không mình bị điện tử hóa rồi nó có hai người mình ngồi đây thì nó buồn lắm. Dạ. Thôi nói gì nói. Quý vị cũng biết rằng cái thời đại này mình gọi là điện tử hóa, cứ mỗi một năm nó upgrade rất là nhiều. Cho nên nói như vậy để cho thấy rằng các cái cơ quan truyền thông hay là những cái cơ sở làm ăn thương mại, quý vị đều thấy một cái vấn đề là phải cố gắng làm sao trích ra một khoản tiền để mà upgrade thêm những cái computer mới, những cái máy quay phim mới, những cái bóng đèn mới. Nói chung là nó cái gì cũng mới hết á, mà tiền thì làm không ra. Nó cứ vẫn, cái đồng lương vẫn như cũ. Đó cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta nói hoài, là chỉ số thất nghiệp thì nó giảm xuống còn có 6.7 thôi, mà tại sao người thì đi xin thất nghiệp lại cứ xếp hàng dài dài. Thật ra mình phải nói cho nó công bằng là con số chung nếu mình nó lớn quá, nhưng mà phải thành tâm mà nói, nhìn riêng cộng đồng người Việt Nam thì chúng ta chưa được cái khả năng đó, vì cái cộng đồng chúng ta nó nhỏ hẹp hơn và phải phấn đấu nhiều khó khăn hơn. Ví dụ cụ thể là một người có 10 con gà, một người không có con gà nào, nhưng mà chia đôi á, theo xác suất mỗi người 5 con gà. Nếu hai con chia, thành ra là con số chia đều, nhưng mà đối với những cái thành phần ưu tú khả năng cao của hơn thì cái tỷ lệ thất nghiệp thấp, đúng như thế. Nhưng mà cái thành phần mà thấp của cái tăng kim tự tháp ở dưới đó là người di dân, người nghèo thì cái con số tỷ lệ nó cao hơn. Cho nên mình đừng có nhìn vào con số mà mình hãy nhìn vào cái thực tế. Nhưng mà cũng cầu chúc cho mọi người cái năm 2014 là cái năm mà mình hy vọng được nhiều điều mà. Vâng. Cái năm 2014 này đó, quý vị, nó có một, trước khi mà chúng ta đi vào cái chương trình luật pháp cho đời sống, nó lại có một cái chuyện lạ lắm luật sư Tâm. Anh đi cũng muốn nhắc với luật sư Tâm là cái tuần vừa rồi đó, để anh đi nhận được một cái, một số những email mà họ gửi về những cái link đó là cái trận mà chiến mà Hoàng Sa, Trường Sa, mà những cái người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cách đây, anh đi nhớ không lầm, khoảng 40 năm rồi. Thì khi mà họ ra cái lệnh ngày đó thì nếu anh đi nhớ không lầm, nên nếu mình đọc theo cái khoảng thời gian đó thì chính ông Thiệu ra cái lệnh mà khai hỏa. Vâng. Thì những cái chiếc tàu HQ5, HQ4, những cái tàu Nhật Tảo hay là đều khai hỏa và đánh một cái trận sống mái với lại Trung Quốc vào khoảng thời gian đó. Thì qua cái chuyện đó, thắng hay thua hay là như thế nào thì chỉ có lịch sử của miền Nam Việt Nam viết lại. Vâng. Và chúng ta nói nhiều về đề tài này, nhưng mà sau đó thì gần như là chả bao giờ thấy, sau cái cuộc chiến mà phải nói rằng năm 1975 thì Cộng sản Việt Nam nhắc lại đề tài này. Nhưng mà cái điều nó lạ lắm, anh luật sư Nguyễn Tâm và quý vị biết đó, là anh đi lại chính Hà Nội bây giờ lại đang tổ chức tưởng niệm lại cái Hoàng Sa, mà 74 chiến sĩ của chúng ta, trong đó lại có ông Nguyễn Văn Thà, mà lại mời bà vợ ông Nguyễn Văn Thà ra ngoài miền Bắc đó để mà nói chuyện về đề tài này, cũng giống như là có những cái support cho bà vợ của Nguyễn Văn Thà, yểm trợ cho bà. Cho nên mình thấy nó hơi lạ là tại sao nhiều năm trước thì không nói về vấn đề này, còn bây giờ đó lại đem ra lại làm tưởng niệm. Thì có nhiều người người ta nói như vậy, luật sư Tâm. Bây giờ tới vấn đề là nó đã đi đến cái tình trạng là hòa hợp, hòa giải rồi. Không vội mừng, cái gì cũng vậy. Đôi khi như trẻ em đấy,
thấy mùa Noel đấy màu mè xanh tươi to đẹp, các thùng quà ngon mở ra thì chẳng có gì cả, hiện nay đang là như vậy. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa, cộng đồng Việt Nam hải ngoại khắp nơi tổ chức rất là lớn tại các nơi có hội thảo tại Sacramento, tôi đã tham dự. Và tuần tới, tuần này là tại Nam Cali, cũng ngày đúng ngày 19, thưa quý vị. Cách đây 40 năm, ngày 19 tháng Giêng năm ngày 74, tôi đang ở Đà Nẵng, đang học, đang nửa năm tú tài đó, thì chuẩn bị Tết đó, thì tôi không rõ được tin, mà chỉ biết là đang trận đánh ngoài Hoàng Sa, và sau đó cái tàu HQ-16 Lý Thường Kiệt cập bến Đà Nẵng sau khi bị lũng, bị đánh lũng bên hông, mà rất là may cái loại tàu đó nó không bị chìm được, và tôi có thấy một vết lũng nữa trên bon tàu. Thì tôi chỉ biết anh em bà con trong làng và trong thành phố túa ra coi cái chiếc hạm đội Lý Thường Kiệt, tôi có coi cái đó, mình ghi một dấu ấn mạnh, và sau đó là 75 rồi mình đi vào sở. Thì chuyện đó trôi qua. Như quý vị biết, trong những năm qua khi nói về Hoàng Sa và trong nước có phong trào đứng lên đòi là chủ quyền cho Hoàng Sa, bảo vệ đất nước đó, thì những năm lúc đầu chính Cộng sản Hà Nội đó luôn luôn là che đậy, che giấu. Nhưng cuối cùng một trong những cái biện hộ mạnh nhất và chứng cớ rõ ràng nhất họ có thể đưa ra được là trận đánh Hoàng Sa năm 74. Sau đó mới thấy những người cầm quyền của Hà Nội đó mới phải chấp nhận cái sự thật đó. Và lần lượt những người ý thức đó, họ mới thấy là đó là việc rất là có chính nghĩa. Và từ cái việc đó họ mới đặt lại vấn đề là người dân nào, quân lực nào đã anh dũng đứng lên chiến đấu bảo vệ chính thức ngoại xâm, xâm lấn nước ta rõ ràng mà có đổ xương máu. Và có ghi với tức, quý vị thấy một số cái video có thấy đó, khi họ quay lại Hoàng Sa đó, thấy có cái mộ, thấy có cái trụ, thấy có khắc ghi tích, có cờ Việt Nam Cộng Hòa, có các mộ chiến sĩ ghi tại đó. Vì vậy, việc ông Nguyễn Văn Thà không những đã được một cựu trung tướng Hội Cộng sản đã vinh danh công khai, và lần lượt trận chiến Hoàng Sa cái đến 40 năm, như tôi vừa nói, không phải là cái hảo huyền để nghĩ đến sự thay đổi, tôi không dám tin như vậy. Nhưng điều tôi tin chắc chắn là đã đến lúc sự thật lịch sử đã phơi bày, và nó đã thành một cái phương tiện, có thể nói là cái phao mạnh nhất để cho nhà cầm quyền Cộng sản hiện nay đó có để xác nhận rằng là luôn luôn người Việt Nam chúng ta họ xóa mờ cái lăng giới chính quyền đây, đã đứng lên để bảo vệ lãnh thổ, nó nối liên tục với sự chủ quyền suốt bao nhiêu trăm năm trước, và để che đậy cái lá thơ của Phạm Văn Đồng năm 1958 đã chấp nhận giao chủ quyền cho Trung Quốc. Vì vậy tóm lại, tuy là một cái ván cờ về chính trị của Hà Nội hiện nay, nhưng đó là việc của họ. Cái việc quan trọng là lịch sử đã được trả lại một cách chính đáng, và chúng ta, những người Việt Nam, Cộng hòa người Việt Nam nói chung, có quyền hãnh diện và mạnh mẽ lên tiếng rằng những người con dân Việt Nam, Nguyễn Văn Thà và 44 tử sĩ khác đó đã anh dũng hy sinh để bảo vệ những tấc đất trên biển của chúng ta tại Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm trong cái tuần lễ vừa rồi. Nhưng mà nó cũng có một vài những cái vấn đề Andy cũng muốn lan man một chút xíu. Đó là cái lần mà Andy coi được cái video này, thì chính cái tay mà hạ sĩ quan tay trên cái tàu mà HQ-5 Trần Khánh Dư. Ngày xưa giờ anh đi chưa bao giờ thấy một người nào miêu tả một cái tàu HQ-5 như vậy. Mà mình chỉ nghe cái tàu HQ-5 Trần Khánh Dư là bị súng, bị kẹt đạn, bắn không được, bị xoay rồi xong phải bỏ chạy vân vân. Nhưng mà chính cái tay mà hạ sĩ quan hải hành trên con tàu này bây giờ lại đứng ra chiếu trên đài Đồng Nai, và cũng được phỏng vấn trên đài Đồng Nai và đưa ra tờ báo Zing và một số tờ báo Tuổi Trẻ của Việt Nam phỏng vấn. Thì lúc đó mình mới thấy rằng nó có nhiều cái điều lạ lùng lắm. Mà tới khi quý vị còn thấy một điều nữa, anh đi hy vọng rằng quý vị mà những người đã từng là sĩ quan ngày xưa trong cái trận chiến đó, hoặc là những người trong ngành hải quân, anh đi không biết có đúng hay không, nhưng mà theo một số những cái người đó, sau khi anh đi kể lại cái câu chuyện thì họ vào cái link đó, thì chính những người này nói đó là những cái tàu mà Mỹ viện trợ cho Việt Nam, ngay cả cái ống mà phóng thủy lôi đó cũng bị đã cắt điện, coi như không phóng thủy lôi được. Ngay những cái khẩu súng cũng mà cái loại đạn mà có thể mà công phá mạnh cũng bị cắt luôn cái hệ thống đó, cho nên là không có đạn như vậy. Cho nên chúng ta bị chặt tay chặt chân, và lúc đó chỉ còn có một cái khẩu súng nhỏ để mà bắn mà thôi.
thì nó chỉ nhường lại cái quyền cho cái người hạm trưởng lúc đó họ khá lèo lái. Vâng. Cho nên cái trận chiến đó đúc kết lại để mà thấy rằng nếu như quả thật đúng như các người sĩ quan Cộng hòa ngày xưa đã nói là tàu thì ống phóng như lôi thì bị cắt như vậy, rồi những khẩu súng thì lại không có điện như vậy thì làm sao mà bắn được, mà trong khi mình vẫn khai hỏa mà mình vẫn cầm chắc cái thua, nhưng mà tại sao vẫn khai hỏa? Khai hỏa để thấy lên một cái tinh thần bất khuất của cái mình, tinh thần bất khuất của mình là mình phải chiến đấu cho tới cùng trong những cảnh ngặt nghèo nhất để bảo vệ giang sơn biển đất nước biển. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa là quý vị thấy nó trả lại sự thật cho lịch sử, là người dân nào, người lính nào đã đứng lên chống ngoại xâm, và người nào đã đem, thì cũng thế là có nghĩa là đem những cái kẻ thù về trên đất nước. Xin thưa quý vị, trong tuần này đó thì chúng tôi gửi đến quý vị cái kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa trước khi chúng ta đi vào cái đề tài luật pháp cho đời sống. Và ngày hôm nay đó thì không biết luật sư Tâm có muốn nói thêm điều gì nữa không, trước khi cái ngày mà chúng ta nghĩ rằng đó là một cái sự kiện lớn trong cái phải nói là trong cái thời mà Việt Nam Cộng hòa như vậy, và cái tinh thần bất khuất như vậy, trong khi bây giờ chúng ta có những cái tàu ngầm kilo mà phải nói hoạt động rất là êm, trả một số tiền rất lớn do Nga đóng, đang nằm ở dưới lòng biển, thì không biết bây giờ chúng ta mua những cái tàu ngầm đó về liệu có có cái điều mà tôi nghĩ là trước sau cái vấn đề chiến lược đường dài khó nói. Cái cụ thể nhất mà tôi cảm thấy cũng phấn khởi cùng trong cái tin này là cách đây 3 ngày tôi bản tin của AP đánh đi lần đầu tiên trong lịch sử chiến đấu về chống ngoại xâm đó và chống bao Trung Quốc và chống vấn đề bảo vệ lãnh thổ đó, có bản tin AP nói rằng là Việt Nam và Phi Luật Tân cùng lên tiếng mạnh mẽ để đã kích cái luật về đánh cá của Trung Quốc đặt trên Hoàng Sa Trường Sa. Đúng rồi. Là lần đầu tiên tôi như vừa nói không dám mừng vội, mà ít nhất cái gọi là chính quyền này mà trước giờ năm nay vẫn lãnh đạo đất nước được 38 năm qua đó, lần đầu tiên có một vài hành động tương đối hợp lý và cần thiết cho đất nước. Chúng tôi ước mong rằng là tiếp tục phải mạnh hơn nữa, phải can đảm hơn nữa để toàn dân lúc đó có một cái sự yên tâm để thực sự là con người dân Việt Nam chúng ta cùng nhau đứng lên bảo vệ giang sơn từ trong đất liền ra bờ biển và cho phép người dân lên tiếng nói bảo vệ chủ quyền đất nước mình. Một cái điều anh đi bổ túc thêm cho quý vị thấy là điều rất là buồn cười khi mà Trung Quốc ra cái lệnh mà cấm đánh cá ở trong cái vùng biển Đông, mà họ nghĩ rằng thôi là họ đã chiếm 2/3 cái vùng biển Đông đó. Mà nó có một cái điều rất là mâu thuẫn khi mà Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Trung Quốc lên tiếng như thế này đó, là họ nói là Hoàng Sa đã thuộc về họ rồi. Và khi họ nói rằng bây giờ cái đảo Hải Nam đó, là cái đặc quyền kinh tế của đảo Hải Nam đó, là 200 dặm từ cái đảo Hải Nam đi ra. Rồi sau đó họ nói rằng cái đảo Hoàng Sa cũng thuộc về họ rồi, nếu đặc quyền kinh tế cũng 200 dặm đi ra. Nếu mà tính từ đảo Hải Nam qua tới cái đảo Hoàng Sa nó không tới 400 dặm. Nếu như vậy thì nó biết luôn cả cái eo biển đó thì làm sao đi về Đài Loan được, mà trong khi 60% con đường hàng hải. Cho nên cái điều đó chính họ gây ra vô lý và mâu thuẫn. Cho nên đó là một trong những điều anh đi muốn nhắc lại, và chúng ta tạm gác lại câu chuyện này và hãy tưởng nhớ, hãy có những cái phút mặc niệm đến với những anh hùng, chẳng hạn như anh Nguyễn Văn Thà hay là những người đã hy sinh trong trận chiến đó. Và cho tới giờ này nhìn cái hình ảnh của người vợ của ông Nguyễn Văn Thà thì quý vị thấy điều đó là một cái, và bà đã kể lại cái hoàn cảnh gia đình bà thì không hiểu được bao nhiêu năm trời, 40 năm thì bà bây giờ mới được vinh danh. Nhưng mà cái điều cũng nói như thế cũng hơi tiếc, là vì cứ nhắc tên một người mình biết tên, còn mà bao nhiêu trăm người khác không được biết tên, bao nhiêu gia đình khác. Thành ra nói chung đó là một cái gánh nặng chung và trách nhiệm chung, chúng ta không bao giờ được quên lịch sử, không được quên ơn tất cả những người chiến sĩ vô danh đó. Đúng rồi. Thôi bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện luật pháp cho đời sống. Luật sư đấu tranh binh vực cho người có thế là luật sư Nguyễn Tâm, anh bạn của chúng tôi đang ngồi bên cạnh đây, và gửi email về cho luật sư Nguyễn Tâm @gmail.com hoặc luật sư Nguyễn Tâm @yahoo.com. Cái số phone là 408-876-8766, 408-876-8766. Và cái đề tài của năm nay đó, lần này đó, thì nó có những cái luật mới, chúng ta nhiều luật lệ mới chúng ta cần phải chú ý. Và cái show này là show thứ 2 của năm 2014.
và cũng là một cái show 152. Và chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị một lần nữa kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa và năm mới, luật mới. Và chúng tôi có một số những câu hỏi sau đây. Thì để đi vào thẳng vào cái vấn đề, thì cái luật mới chúng tôi sẽ để cuối cùng của ngày hôm nay, thì mời quý vị theo dõi cho đến cùng. Và đặc biệt quý vị đang sinh sống ở tại California, hãy nhớ những cái luật nó có nhiều sự thay đổi. Và chúng tôi có một số những cái câu hỏi mà đã phải nói rằng nhận được với cái thời gian rất là cấp bách, cho nên chúng tôi không thể nào soạn được hết, đành phải hẹn lại một số những lần khác. Nhưng mà lần này thì chúng tôi cố gắng lần sau để trả lời những câu hỏi cho quý vị trong thời gian gần nhất. Câu hỏi đầu tiên là kính gửi luật sư Nguyễn Tâm và anh Andy. Em tên là Danny, cư dân ở gần Sacramento. Cái lời đầu tiên là kính chúc sức khỏe và một năm mới thành đạt mọi mặt, nhất là luật sư Tâm trúng tuyển vào đơn vị 7, đồng người chính khách phục vụ tha nhân cũng như dân địa phương. Cũng xin chúc mừng luật sư Tâm trước và hy vọng luật sư Tâm sẽ có những cái update cho quý vị trong cái khoảng thời gian sắp tới đây, với những cái cột mốc mà chúng ta nghĩ rằng cái việc tranh cử nó rất là quan trọng. Kính thưa luật sư, em có một câu hỏi mong luật sư vui lòng giải đáp. Tức là cách đây khoảng 15 năm em có mua một căn nhà trị giá khoảng 300.000 đô la. Hiện tại em còn nợ nhà băng tới 200.000. Trước đây em đi làm thì income của em khoảng 25.000 một năm. Sau mấy năm gần đây kinh tế đi xuống, em chỉ làm part time và tiền lương chỉ có 11.000 một năm. Hiện giờ thì cái chương trình bảo hiểm y tế Obamacare so với tiền lương hiện tại không mua được bảo hiểm y tế Obamacare. Cái người agent có nói em được vào chương trình Medicare do chính phủ tài trợ, vì tiền lương của em hiện tại không đủ so với quy định. Vậy xin kính hỏi luật sư, em có bị trở ngại vì xin apply vào chương trình Medicare không? Bởi vì em đứng tên một căn nhà như là trình bày phần trên. Xin cảm ơn luật sư cho em cầu giải đáp và em phải làm sao cho nó đúng. Rất mong thư hồi âm của luật sư. Một lần nữa kính chúc luật sư luôn dồi dào sức khỏe, một năm mới với thắng lợi mới. Kính thư Danny. Câu hỏi này tóm tắt như thế này. Quý vị biết rằng cái luật Obamacare đó thì nó đã bắt đầu vào cái năm đầu năm 2014 này rồi. Thì trong cái điểm mà Andy nhớ, một số điểm chẳng hạn như Obamacare đó, khi mà áp dụng đó, thì nó có một cái là chúng ta đi vào những cái website, anh đi không nhớ những website Obamacare, hay là mình có thể đánh ra cái chữ Obamacare là nó hiện ra khắp cái website tùy mọi nơi mình có thể vào. Trong đó nó có ba cái đặc điểm thôi. Mình cái thứ nhất là họ không có từ chối về cái việc mà mình có bệnh hay không có bệnh, hay là ung thư hay là gan hay là bất cứ cái gì mình đã có bệnh rồi thì họ vẫn nhận mình. Cái thứ hai nữa đó là ai cũng có thể ghi danh được. Cái điều thứ ba là một số những cái công ty mà có công nhân trên 50 nhân viên chẳng hạn thì phải mua, hay là 25 nhân viên á, hay là ít hơn thì sẽ được tài trợ thuế từ chính phủ, vân vân. Thì đó là một vài những số điểm, nhưng mà nói chung là ai cũng có thể ghi danh được. Nhưng mà khi mình ghi danh đó là mình đánh cái số người trong gia đình mình, hay là cái đồng lương của mình làm ra một năm đó là bao nhiêu, thì tự động cái website nó cho mình biết mình có qualify hay không. Nhưng mà trong cái trường hợp đó này đó thì anh đi biết rằng ngay cả trước đây nếu không có Obamacare mà cái lương của mình 11.000 một năm à, thì mình cũng dư sức để mà mình qualify cho cái Medicare. Và còn cái căn nhà đó thì cái căn nhà mình mua đó, thì anh đi làm trong ngành địa ốc thì biết cái căn nhà này nó kêu là primary home, tức là mình chỉ dùng để ở mà thôi chứ không phải mình cho thuê, chỉ dùng cho mình, vợ con mình ở, cho nên nó không tính vào cái chuyện này. Cho nên đương nhiên là cái việc mà mình qualify cho việc Medicare là không có gì trở ngại. Đó là theo cái sự hiểu biết của anh đi. Còn theo sự tìm hiểu của luật sư Tâm về cái mặt cái bộ luật thì mời luật sư Tâm giải thích. Cảm ơn anh đi, và anh đi nói đúng như vậy. Quý vị có thể vào, nó gọi là Affordable Care, tên gọi là Obamacare mà chính là affordablecare.com, hoặc là ở California như ở Sacramento bạn đánh vào là CoverCA. Cover đã được được bảo bảo bọc đó, che phủ đó, coverca.com.
hoặc tới đó sẽ có mọi sự hướng dẫn có ba cái mức độ, là mức độ regular, silver, gold và platinum tùy theo mức độ income và mức độ mình bảo hiểm nhiều hay ít. Mà khi mình income mình thấp quá như trường hợp của bạn thì nó rớt vào thuộc cái dạng Medicare. Có nghĩa là những người tình trạng lợi tức thấp kém thì automatic coi như được Medicare vì vậy. Và vì trong trường hợp này cái người agent đó họ giải thích trên nguyên tắc như vậy là đúng, nhưng cái thực tế không phải như vậy đâu. Bạn vẫn có quyền nộp vào con Obamacare, tức là Affordable Care. Vì vậy tôi đề nghị thế này, bạn vào cái website coverca.com hoặc là đi hỏi một người agent khác. Chúng tôi biết một số người công ty giống như ông bên PHP là những người họ chuyên môn đã làm cái này từ lâu lắm rồi và họ rất là rành, thì họ sẽ hướng dẫn tường tận. Và tôi đề nghị là tại Sacramento bạn có nhiều người agent về vấn đề Obamacare, có thể gọi cho County House hay là City Department tại vùng bạn ở, gọi cho địa phương đó, họ sẽ cho biết. Và tôi đề nghị là bạn sẽ được qualify với mức độ ưu tiên để được trả cái premium rất là thấp, tại vì hầu như cái Medicare là chỉ dành cho những người không có lợi tức, những người gia đình có em nhỏ hoặc là những người ăn welfare này là automatic. Còn mình đã có đi làm, đặc biệt bạn có cái nhà, riêng cái nhà của bạn cái equity hơi cao, 100,000 hơi cao, nó vượt qua cái chỉ tiêu và chấp thuận của Medicare. Do đó tôi e rằng với equity đó là nó sẽ hơi cao và sợ không qualify cho Medicare đâu, nhưng mà bạn sẽ được qualify cho Obamacare. Cáo là một lần nữa bạn yên chí đi tìm cho ra, giống như cái gì cũng vậy, dù cho một cái xe mình hư đi tới một thợ chưa chắc là sửa được. Vì vậy đôi khi sợ khác họ lanh tay, họ nhận đến bệnh được sửa bạn như bệnh cho bạn liền, bạn đi kiếm một người chỗ khác, nơi khác, còn không hỏi thẳng với lại thành phố và cái vùng địa phương bạn ở, bạn sẽ được hướng dẫn. Tôi chắc chắn bạn sẽ được tham gia chương trình Medicare trong tuần tới. Nếu vẫn chưa được liên lạc với tôi cho bạn cái website trực tiếp của những công ty người Việt Nam hay những công ty Việt Nam. Họ rất là rành, như Cao Tiên cũng có, địa phương tôi cũng có, những người trên sắc tôi biết cũng sẽ có, cộng đồng cũng có trên đó, sẽ giúp cho bạn. Và tôi gửi một nghĩa xin đặc biệt tới đây giúp cho hợp gia đình của bạn. Và đặc biệt đó là quý vị có thể biết là ở ngay tại San Jose thì có cái PHP. Đi nghe quảng cáo rất là nhiều, và đặc biệt anh đi biết rõ họ làm việc như thế nào. Cứ vào trong website đánh vào cái chữ PHP thì họ có số phone, từ đó có thể gọi và agent trực tiếp trả lời cho mình. Họ ở quá xa, mình cũng ở quá xa như vậy, vài tiếng đồng hồ họ giúp cho mình những ý kiến rất là hay, và từ đó mình sẽ có cái sự chọn lựa đúng đắn hơn. Và bây giờ mời quý vị đi qua một câu hỏi kế tiếp. Kính gửi luật sư Nguyễn Tâm và Nandy, tôi có người em vừa mới ly dị. Hai vợ chồng nó đã thỏa thuận với nhau về vấn đề tài sản và tiền spouse support. Quý vị nhớ nha, spouse tức là support cho chồng, cho vợ, chứ không phải là child support. Child support là cho con cái. Cứ thế là trong vòng 30 ngày, chồng nó sẽ đưa nó một số tiền và nó phải rút tên ra khỏi căn nhà. Và chồng nó sẽ trả tiền spouse support mỗi tháng, trong vòng mấy tháng đó, tôi không nhớ rõ lắm. Tụi nó nhận được giấy ly dị của tòa án gửi về và em tôi rút tên ra khỏi căn nhà như trong giấy ly dị. Nhưng đã hơn 30 ngày rồi và chồng nó vẫn không đưa nó số tiền như đã thỏa thuận và cũng không trả tiền spouse support cho nó. Bạn bè xung quanh kêu nó kiếm luật sư để kiện người chồng nhưng nó hiền quá, chưa dám làm gì hết. Tôi xin hỏi luật sư là em tôi nó có thể kiện để lấy lại những khoản tiền đó không? Và nếu nó muốn luật sư thì ai sẽ chịu lo cho chi phí? Vì bây giờ nó không có tiền. Và thời gian kiện cáo sẽ dài bao lâu? Xin cảm ơn và kính chào hai anh. Cái này là quý vị nhớ cho là spouse support chứ không phải là tiền child support. Và cái khi mà hai vợ chồng chỉ thỏa thuận nhau về vấn đề tài chính và cái tiền spouse support này, và người chồng nói rằng cứ trong vòng 30 ngày đó thì người chồng sẽ ra cái điều kiện là phải rút tên ra khỏi căn nhà. Cái này đó thì đưa khoảng bao nhiêu tiền cho người chồng thì sau đó người chồng sẽ đưa cái số tiền cho cô này trong vòng 30 ngày và cô này rút tên ra khỏi căn nhà. Xin thưa với quý vị, trong 30 ngày, nếu như luật sư Tâm ngồi bên cạnh anh đi nói không biết có sai không, 30 ngày không thể nào rút tên ra khỏi căn nhà được. Cái thời gian đó nó quá ngắn, mà nếu như phải có giấy tờ gì trước đó cho nên trong vòng 30 ngày mới có thể rút tên ra được. Nhưng mà không biết giấy tờ đó như thế nào thì mình không biết được. Nhưng mà cuối cùng rồi á, thì cái cô này đã đưa hết cái số tiền trong vòng 30 ngày. Nhưng mà 30 ngày và cô rút tên ra khỏi căn nhà. Nhưng mà bây giờ cũng không lấy được cái người tiền của người chồng. Còn bây giờ đó thì nhận được lấy giấy ly dị của tòa án rồi, rút tên ra khỏi căn nhà trong ly dị rồi. Nhưng mà 30 ngày rồi mà vẫn không có số tiền thỏa thuận.
Thì giờ câu hỏi được đặt ra là kiếm luật sư để kiện người chồng, nhưng mà kiện thì lấy ai phải trả chi phí này, mà kiện có được hay không, mà như thế nào? Nghe câu hỏi này nó hơi buồn, luật sư Tâm. Cái lúc mà mặn nồng thì không biết sao, nhưng mà tới cái lúc mà chia tay sao nó đau đớn quá. Và có lẽ là cũng do quá thật, do người chị nói đó, trường hợp này người chị hỏi là biết là người em mình, cô vợ đó là cũng rụt rè, không có dám hỏi, để nhờ người chị hỏi dùm. À, và lại thiếu nhiều chi tiết, nhưng mà tôi xin được tóm được sơ một số cái tiến trình để quý vị theo dõi. Trong cái divorce nó có 3 phần. Thứ nhất là hôn thú, thứ hai là tiền cấp dưỡng cho con cái này là đó, và thứ ba là chia tài sản. Thì cái hôn thú thì 6 tháng thì tự động là mất, là xóa hôn thú dễ dàng. Thứ hai, con cái trong này là không nghe nói gì cả, thành ra tôi biết có thể là không có hay là đã giải quyết rồi. Còn về vấn đề tài sản và spouse support đã lẫn lộn chung với nhau, thông thường trong một cái quy định về cái án ly hôn đó, nó có một cái bản đính kèm theo, trong đó tôi gọi là MSA, là cái Marital Settlement Agreement, nó phân định tất cả những điều mình muốn nói vừa rồi. Tôi hy vọng như vậy. Chứ còn nếu bảo rằng chỉ nói miệng với nhau đồng ý rồi bên kia làm đấy ly hôn thì quý vị chẳng có cái gì để mà khiếu nại cả. Tôi đề nghị thế này, cái người em đó hay là cái người chị trong hỏi câu hỏi này đó, làm ơn bình tĩnh nói lại cho rõ, và không nói miệng được, xin trình cái giấy tờ coi có gì không. Tôi muốn coi có giấy tờ gì cam kết với anh nghệ hay không. Vấn đề thứ nhất. Để thứ hai, anh nghe đi, vừa nói vấn đề làm giấy tờ rút tay cũng tùy trường hợp, đâu phải dễ đâu. Còn vấn đề nợ nữa, như vậy mình chưa giải quyết cái nợ mà. Đúng rồi, trong ngành real estate không thể nào rút ra trong vòng 30 ngày được. Thì chỉ có cái quick claim deed hay là transfer title thì đó mình làm cho có, thì làm là mình mất khỏi cái nhà thôi. Cái nợ vẫn còn dính, tôi chưa giải quyết được trong trường hợp này. Ông kia phải refinance cái nhà theo cái án lệnh ly hôn để mà sang tên qua rồi refinance. Có khi là 90 ngày, 3-4 tháng chưa có xong. Thật ra chỉ mình đơn phương làm thủ tục rút tên thì có, chứ chưa có sang tên được một cái trọn vẹn đối với cái first loan hay cái loan của cái financing của cái nhà. Vì vậy hồ sơ này coi như còn nguyên, chưa nút chích đi đâu cả. Cái việc tôi đề nghị làm, tôi không biết qua thành phố nào, nhưng tôi đề nghị là đem tất cả giấy tờ đó, từ giấy ly dị, cái án lệnh ly hôn, tất cả cam kết gì nếu có, giấy nhà nếu có nha, tất cả những cần thiết đó, tới tham khảo một luật sư. Tôi tin chắc chắn rằng sẽ có một luật sư thủ lý hồ sơ này. Và tôi trong này cũng thiếu cái phần nữa là không biết cái lợi tức thu nhập của một người ra làm sao. Nếu mà tất cả mọi thứ ông chồng nắm hết thì bên này có quyền làm đơn tòa và yêu cầu đối phương phải trả tiền chi phí để cho tòa xử minh bạch trong trường hợp người vợ không có khả năng tài chánh. Nhưng nếu ngược lại mình có khả năng tài chánh, lương cao thì mình có thể phải trả trước và xin bên kia trả án phí lại sau. Tóm lại, việc của mình đều khả thi. Khoan, tiếng Mỹ là khoan, don't yes say no, đừng có từ chối mình tất cả cơ hội. Nên tham khảo luật sư địa phương gần nơi mình đang ở, gần nơi tòa án. Và tôi nghĩ rằng các luật sư đó sẽ có một câu trả lời chính xác cho mình. Sau khi tham khảo tất cả các văn kiện cần thiết tối thiểu thì mới biết được nội bộ vấn đề. Tôi chúc cho chị và cô được nhiều may mắn. Xin thưa với quý vị, chỉ cần thêm information thì luật sư Tâm có thể giải thích một cách thỏa đáng cho quý vị. Bây giờ mời quý vị đi vào một câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Câu hỏi này cũng tương đối hơi lạ mà anh chị đã gặp rồi. Kính gửi luật sư Tâm và Nandy, tôi vừa bán một cái tiệm ly cơ và muốn sang cái máy credit card cho người mua tiệm. Nhưng sau khi kiểm lại giá cả, thấy quá đắt thì người mua không muốn nhận cái máy này và họ tìm cái công ty khác rẻ hơn. Sau đó tôi muốn đóng cái account của cái máy credit nhưng công ty họ không chịu. Họ buộc tôi phải trả tiếp 3 năm còn lại, mỗi tháng là $380 và họ dọa kiện tôi. Nên tôi muốn thương lượng để chấm dứt hợp đồng thì phải làm sao? Xin cảm ơn luật sư Tâm. Anh đi nói rõ thêm chút xíu, trong cái liquor store đó hiếm có người trả tiền cash đó. Người ta vô người ta chỉ đưa cái thẻ là mình cài, thì cái thẻ đó thì nó có cái công ty họ mình thuê mướn của họ và họ ăn tiền huê hồng rồi mình trả tiền hàng tháng. Thì nhờ cái thẻ cái máy credit card thì người ta mạnh dạn hơn, người ta mua rượu, người ta mua thuốc lá, người ta mua thực phẩm ở trong những tiệm liquor store. Nhưng mà bây giờ khi mà bán cái tiệm đi thì đương nhiên cái thẻ, cái máy mà cà thẻ đó, nó có cái account đó thì muốn bán cho một cái người chủ tiệm mới. Nhưng mà đôi khi cái tiền mà service nó quá cao cho người chủ tiệm mới, họ không cần.
Họ nói giờ tôi chỉ cần cái tiệm thôi, rồi sau đó tôi sẽ kiếm cái công ty khác. Nhưng mà bây giờ tôi lỡ có contract này rồi, mà bây giờ còn tới 3 năm nữa. Nhưng mà bây giờ tôi gọi họ, tôi cancel, tôi bán tiệm rồi. Nhưng mà công ty này nói không, cái chuyện mà cái này cái contract của ông thì ông phải lo 380 triệu đồng mỗi tháng, ông phải trả cho tôi, nếu không tôi kiện ông. Cái chuyện này á, nó cũng hơi vô lý, nhưng mà nó cũng có lý. Là bởi vì tùy theo cái contract lúc ban đầu mà cái người ký. Em đi gặp một cái trường hợp như vậy, tức là trước đây em đi cũng đã từng có một cái thẻ, một cái máy credit card như vậy cho cái công ty riêng của mình. Nhưng mà tới khi mình muốn bỏ cái account đó đi đó, thì rất là khó. Họ cứ kèo nài, mới đầu thì họ nhẹ giọng với mình, nhưng mà sau đó họ lên giọng rất là mạnh. Họ nói họ sẽ kiện mình. Rồi mình nói mình không trả, mình gọi luật sư vân vân, thì họ điều đình xuống, thì mình phải trả cho họ 3 tháng thôi. Thế thôi. Nói cho đúng là tùy theo cái contract. Mình coi cái contract mà cái dòng mà nhỏ nhỏ ở dưới đó, nhiều khi người ta không có đọc. Nhưng mà thật sự nó vin vào cái đó để mà ăn hiếp người ta phải trả 380 triệu đồng một tháng cho 300 thì chuyện vô lý. Cái này là phải nên tham khảo luật sư, mời luật sư Tâm trả lời. Đúng, anh em đi nói đúng. Và thưa quý vị, không phải là chúng tôi xía vào đâu, nhưng mà trước đây cũng rất nhiều người bị cái vụ 24 hour tập thể dục đó. Đúng rồi. Là mới đầu dụ vào cho tháng đầu free hay là khá như vậy, mà đi khi về rồi mới biết là trừ vô trong mặt cao của mình một tháng 300 đồng suốt 2 năm đại khái như vậy, và không ai có thể khiếu nại vì đã ký rõ ràng. Mà bởi vậy không ai. Vụ kiện và rất sau lớn. Đó vụ kiện lớn họ đã thắng từ đó dẹp cái phần đó rồi. Loại này cũng vậy, y hệt như vậy. Khổ một cái là mình ký cái hợp đồng, ký thẻ cào thứ 380 là quá mắc. Do đó các dịch vụ công ty Việt Nam mình bây giờ rất là rẻ. Đúng rồi. Và họ lấy huy hồng rất là tượng trưng, dựa theo số bán thôi, chứ không có hợp đồng dài hạn như vậy xưa nữa. Quý vị ký hợp đồng mới đây mà còn ký như vậy, tôi nghĩ là do sai sót của mình. Là khi mình ký mình không có đọc rõ. Giống như lấy vợ vậy đó. U mê nhậu vô mà anh đừng có nhắc lại cái nỗi đau đó nữa, vết thương lòng đó nữa. nó đùa mà sự thật đúng là thôi, tạm bỏ qua. Là cái việc mình ký một hợp đồng mà không chịu đọc, không có nghiên cứu kỹ thị trường và không có chọn lựa sẵn những sản phẩm tốt để mình lợi ký hợp đồng, mà anh đi nói đúng. Thưa quý vị, trên nguyên tắc trung bình là như vậy đó, mình thuê một cái mặt bằng để mở tiệm và mình làm ăn, mình thua lỗ vẫn ký hợp đồng 5 năm, ví dụ đó nhiều rằng. Và ký hợp đồng thuê máy cũng vậy, nhưng trong cái thuê máy nó có một cái điều khoản này mà cái người sinh viên luật hồi xưa có đi học và cũng nghiên cứu kỹ lắm, vì cái hơi khó hiểu, nhưng mà nó có một cái chữ nó gọi là frustration of purpose. Frustration of purpose là như thế này. Câu chuyện hồi xưa là xuất phát từ bên Ăn Lê đó, là có người đặt thuê cái khách sạn đó để coi cái diễn hành của hoàng hậu lễ đăng quang nha. Nhưng mà rất tiếc vì lý do gì đó, lễ hoàng đăng hủy bỏ. Thành ra bây giờ công chí khách sạn yêu họ vẫn buộc cái người thuê phải trả tiền khách sạn. Do ông này ông đó, ông cả nói tôi thuê cái đó mục đích nói rõ ràng là chỉ để đi dự cái coronation thôi. Bây giờ bên đây không có, thì quý vị tôi có ràng buộc tôi được. Thì luật có nói rằng cho phép khi cái mục tiêu mà mình đã của hợp đồng mà không thành thì hợp đồng bị giải thể. Đó. Thành ra nếu tôi bảo tôi thuê cái khách sạn không thôi đó là chuyện khác, còn thuê với mục đích mà coronation đôi khi lúc đó tòa cho phép du di. Trường hợp này cũng vậy, mình ký hợp đồng tôi nói 5 năm, tôi nói là 5 năm, nhưng với mục đích là để cho cái tiệm mà thôi. Và khi bán tiệm rồi thì cái mục tiêu của cái máy nó đã bị hủy bỏ, nó frustrated rồi, nó frustration of purpose rồi. Vì vậy mình có tiếng Mỹ tâm luật là a very strong, a good defense để bảo vệ, bào chữa cho mình. Trong trường hợp này tôi đề nghị cô, ông, bà nhờ một luật sư địa phương viết một lá thư cho công ty đó. Có thể là dùng những cái lời luật pháp sau đó nói về sự ức hiếp, có những chữ chuyên môn gọi là adhesive contract, là trong cái soạn thảo hợp đồng nó dài li ti chi tiết 4-5 trang giấy chữ nhỏ mà mờ kèn đằng sau đâu có ai thấy đâu, mà người consumer đây khi không có rành đó, ký hợp đồng đó không có sự chọn lựa nào khác, thành ra không hiểu rõ. Và thứ hai, đã bán tiệm rồi không còn lý do gì phải buộc người ta nữa. Tôi hy vọng luật sư quý vị sẽ cải thắng và buộc đối phương phải hủy bỏ. Với một đề nghị, như tôi đề nghị, vì thế thưa quý công ty, chúng tôi hoàn toàn sẽ thắng và sẽ bảo vệ bất cứ lúc nào, nhưng trong tinh thần hòa giải,
xin quý xin đồng ý gửi cho quý vị 500 đồng. Đại khái như vậy. Và tiền để chúng ta hòa giải với nhau. Tôi tin tưởng với cái chất đó đối phương sẽ nhận lời và giải quyết quý vị thoải mái. Tức là compromise đó. Đúng, compromise cho nó dispute. Có một chút xíu quý vị cũng thiệt hại, tôi cũng thiệt hại, nhưng mà như trường hợp như luật sư Tâm nói lúc nãy đó, chẳng hạn như cuộc diễn hành đó nó xảy ra. Vâng. Thì không nói gì. Vâng. Bây giờ nó không xảy ra. Nhưng mà bây giờ đòi tiền của cái người đặt phòng thì cũng không được. Mà bây giờ cái thứ nhất á, mà nếu như có thể kiện cái cuộc diễn hành đó được không? Của ông nữ hoàng gia, nữ hoàng. Thì đó mới là vấn đề. Bây giờ mới nói là chính vì nữ hoàng bãi bỏ cho nên bây giờ tôi phải thua lỗ như thế này bao nhiêu phòng cũng không không được. Đúng không? Okay. Nhưng mà nói như vậy để cho thấy rằng nợ thì nó phải có chủ. Đúng chứ rồi. Không phải là cứ vơ đại mà được. Dạ vâng. Trước khi chia tay quý vị thì mời luật sư Tâm recap lại một lần nữa. Thật ra là recap 17 cái luật mới về DMV chia sẻ quý vị. Thứ nhất trong năm mới cần chú ý nè, không bao giờ mà lái xe phạt 214 đồng, 10 ngày mà phân đổi địa chỉ bị phạt 214. Tóm lại có mười mấy cái luật, anh đọc nhanh cho tất cả đều biết cho quý vị. Đây là những cái luật mới của DMV thì cần phải chú ý. Là nếu mà lái xe không mang theo bằng lái 214 đồng tiền phạt. Mình đổi địa chỉ mà 10 ngày mà không thông báo cho DMV 214 đồng luôn. Lái xe mà không có bảo hiểm mà gây tai nạn á, 796 đồng tiền chuyện nhỏ nhưng mà bị treo bằng lái tới 4 năm. Vâng. Đó. Vượt đèn đỏ 533 đồng. Vượt qua hai lần vàng tức là double solid lights là 425 đồng. Quý vị thấy cái con đường mà nó có hai cái lần solid là mình không có được vượt qua hoặc là mình không được qua mặt cái chuyện đó. Đó. Nhưng mà lưu ý đừng có sợ, quẹo trái vô nhà thì được. Quẹo trái vô nhà hay là vô những cái khu thương mại thì được. Được. Cũng đừng có sợ quá. Đừng có sợ cái đó thì cái đó là 425 đồng. Quẹo và U-turn ở chỗ cấm 284 đồng. Thường thường mình hay bị là ở giữa khu commercial. Khu business district đó không được quẹo, phải tới cuối đường mới được quẹo. Đúng rồi. Còn khu residential thì được. Nếu chỗ nào nó để bảng cấm thì tốt hơn hết, mình đừng quẹo. Nhưng mà mấy bảng thương mại nó không để cái chỗ đó. Nhưng mà tôi đã bị lỗi với mình. làm đôi khi mình không biết ở khu commercial, bị commercial mà quẹo đưa đường là bị phạt, không có bảng để cấm đó nha. Quá tốc độ từ 1 tới 15 mai thì từ đó họ sẽ tính rằng từ 224 đồng cho tới 338 đồng. Nhưng bây giờ quý vị thử coi mình lái cẩn thận, mình lái chậm, mình có bị cũng bị luôn, lái chậm phạt 328 đồng. Thí dụ nó quy định lái 60 mai, mình lái 50 mai thôi. Tôi đang bây giờ đang lái cẩn thận. Tôi đã có một thân chú bị như vậy và tôi rất là tội nghiệp và rất tức. Thành tôi mới hỏi cái cô đó, cũng hơi xin lỗi nó. Trời, cô lái làm gì, cô lái chậm thì bị phạt tức như vậy. Nhưng mà cô nói một câu là tôi trùng lòng xuống. Là cái xe cũ quá, nó chạy không nổi. Cô đạp hết ga rồi chạy không nổi. Tôi kể cho quý vị nghe, hồi anh đi học, anh đi có cái xe Camaro, nó tới 8 máy. Anh đi mua trong nghĩa địa có mấy trăm à, nhưng mà có 4 máy chạy thôi. Nhưng mà nó vẫn chạy ngon lắm. Cái Camaro nó rất là mạnh. Mình vẫn chạy lên 6-70 mai được. Nhưng mà tới khi mình chạy phong phong 6-70 mai, chạy over speed thì khi cảnh sát chặn mình lại, mình cãi ngang. Cái mình cãi ngang, mình nói ông thử lên cái xe tôi, ông chạy 8 máy mà nó chạy có 4 máy mà nó chạy quá được 40 mai, tôi cho cái xe này luôn, ông muốn phạt bao nhiêu tiền? Ông xe nó xịt khói tùm lum sao nó chạy được. Ông nhìn cái mặt anh đi, ông tin. Cuối cùng ông nói về đi đi. Chứ mà thật ra nó xịt khói nhiều quá, nhưng mà biết cái Camaro. Dạ, nghĩa xe gặp tôi không tin nè. Cho nên đó cũng là một cái việc, cái thí dụ nhìn cái xe mà mình mua của nghĩa địa ra làm sao chạy được. Bây giờ cái kế tiếp đó. Không stop sign là 284 đồng. Lái xe mà tới stop sign mà không ngừng 284 đồng. Còn cái này qua mặt xe bus khi có đèn đang flashing là 675. 675 đồng. Cái này là quý vị nhớ, cái này không phải là cái xe bus bình thường. Cái xe bus này là xe bus chở học sinh đi học. Mà khi nó bị emergency thì nó mới ngừng lại. Đằng sau nó có đèn. Do học sinh xuống nó thả học sinh xuống đó. Thì nó đưa cái bảng ra và cái đèn flash và vượt qua là 675 đồng. Còn khi mà lái xe mà đưa cái phone lên mà dùng tay rồi nghe phone á là 160 đồng. Kể cả khi tắt máy, kể cả bất cứ cái gì nha. Mà trên tay cầm cái phone. Cầm cái phone là bị phạt. 160 đồng. Còn đậu xe, cái chỗ dành cho xe bus á, cũng 976 đồng. Tức là mình dành chỗ đậu của nó, mình thấy trống ngon quá, không có ai đậu hết, mình tấp vô đó, lãnh đủ. 976 đồng, cái này quá nặng luôn sư tăng. Quá. Cái chạy xe mà không mở đèn khi trời sắp tối khoảng 30 phút á, thì 382 đồng.
Cái này á thì anh đi thấy là người mà giàu mua xe ngon, mà xe đi BMW xe tự động á, trời nó tối thì tự động nó thơ non kể, trời mưa nó thơ non cả quạt nước lẫn đèn luôn nữa. Thì cái người này sẽ tránh được. Còn quý vị nhớ là những cái xe nào không có cái function automatic thì mình phải mở lên khi trời xuống, trời mà mặt trời nó xuống thì phải mở lên 382 đồng, nặng lắm quý vị. Che kín cửa xe hơi là tinted window đó. Cái đó là mình làm cái cửa kính mà nó đen lại đó là 178 đồng. Mà đằng sau được á thì ok. Đằng trước đó mới bị phạt. Còn đằng trước á thì 178 đồng. Không có đeo seat belt đó, không có đeo cái dây an toàn 160 đô. Mà trẻ em mà không đeo seat belt hay là ngồi theo cái ghế quy định thì 436 đô. Còn có cái này nữa nghe quý vị, đừng có tưởng là mình ăn gian nó được nha. Khi mà mình lái xe thì cái headphone đó là tức là mình vẫn nghe phone được, nhưng mà mình cắm bên một lỗ tai thôi để mình nghe, mình vừa nói chuyện lái xe được. Người nào mà đeo luôn cả hai bên bịt kín hai lỗ tai 178 đồng. Tối là năm mới nhiều luật mới, nhiều hình phạt nhiều quá, từ nãy cộng lên 5-6 ngàn đô la nhiều quá người ta. Thôi cũng tôi đã từ giờ một lần nữa, năm mới còn 2 tuần nữa là Tết, kính chúc quý vị chuẩn bị sang năm Ngọ một năm mới an khang thịnh vượng, và xin mời đi có lời chúc cuối cùng. Chúc quý vị một năm mới thật là an khang, thật là thịnh vượng, và cũng như không quên như mọi lần, chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Đó là cái điều mà chúng ta cần nhất. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.